Hello, hello, xin chào các bạn. Thì đây là cây mai xanh của mình. Cây mai xanh mà theo như hình mình đã chụp những cái hình mẫu mà bông nó trổ rộ đó. Thì mình để cái hình đó cho các bạn xem để biết là khi mà nó trổ rộ bông thì cái bông nó như thế. Còn cây hiện tại của mình thì nó đã ra mấy lần bông rồi. Thì bông nó vừa tàn. Thì bây giờ mình tiếp tục tưới nước và bón phân cho cây. À, để cây bình thường như thế này rồi từ từ cây sẽ ra hoa tiếp tục, thì cứ ra hoa hoài vậy đó, như bông trang của mình vậy đó mấy bạn. Đây, nó thân leo nó cao như thế này đó. Cây nó cũng khá là to, nó cao hơn 1 mét, bông rụng xuống. Đó, cái cây cao lên tới đây hơn 1 mét luôn. Đây là cái gốc mai xanh lớn của mình đây. Cái gốc này thì khá là lâu rồi cho nên giá cũng hơi cao, nhưng mà cũng phù hợp với cái cây á mấy bạn. Gốc này cho bò lên làm hàng rào rất là ok. Còn cái gốc bên đây thì nhỏ hơn. Mình cho cái này là số 1 nha. Tại vì gốc lớn nhất nè. Gốc này gốc số 2, nhỏ hơn một chút. Gốc này gốc số 3, nhỏ hơn một xíu, và cây đều là cao hơn 1 mét. Cái cây lớn nhất gốc số 1 này thì mới vừa ra hoa đó mấy bạn, rồi hoa nó vừa tàn. Bây giờ mình tưới nước tiếp thì hoa sẽ ra hoa tiếp. Rồi, cái bông hoa 5 cánh, cái bông màu tím lúc mới trổ ra thì màu xanh, xong rồi màu tím, cao cao hơn mình giơ tay lên đó. Bạn nào mua cây mai xanh thì hãy comment bên dưới giúp mình, hoặc là inbox số điện thoại Zalo 0911643600 giúp mình. Mình cảm ơn các bạn đã xem video ngắn sáng nay của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.